này. Hốt nhí này tối nay em like bán cho mấy chị 59.000 thôi. Hàng lên Quảng Châu đẹp lắm. Nhưng mà chờ đông đông vô rồi em like. Đông đông vô rồi like nha mấy chị. Cái áo xanh á. Áo xanh này chị. Áo xanh con hiêu. Chị có áo xanh con hiêu nha. Cổ này đẹp chưa, hàng đẹp lắm mấy chị ạ. Cái này lên táo đông đông em like nha mấy chị nha. Giờ em like em xẻ hàng táo lên đông đông rồi em like cho táo lên đông đông xe đại cá chị. Lên như này nè, lên như này hàng đại nè, 125.000 hàng gì cộm yên tâm vậy bao vậy luôn nè. Wow, xung quanh 17 á, xung quanh 17 khi tối em sẽ quá tuyệt vời luôn mấy chị. Khi tối là sẽ bán đi ăn thôi chứ thực sự không phải sẽ nhiều đó mấy chị. Sẽ bán cho mấy chị đi ăn thôi. Này lên đi. Lên lông này mấy chị. Lên lông hàng quế là đẹp luôn mấy chị. Nè mấy chị. Wow, nó nhức nắp. Sơ mi em còn cái này để em coi thử còn size không. Em xem thử còn size không. Đầm bí 8kg á chị. Cá đầm bí 8kg. Đầm Quảng Châu nè. Cái đầm này mấy chị 5-6kg mấy chị mặc cũng được nha. Tại vì hàng Quảng Châu khô nó bí đó. Bán tặng cho mấy chị 45.000 một cái. Nè 45.000. Nó nằm trong một cái túi như thế này, mấy chị thấy xịn cỡ nào không? Cái này mỏng nha mấy chị nha, mỏng dễ mặc lắm. 45.000 đầm hồng. Sao rồi? Đầm 45. Cái này là em bán tri ân cho mấy chị thôi, 45.000. 50 triệu. Sơ mi em không biết còn sai không. Sơ mi còn được một cái. Sơ mi bán tặng cho mấy chị 79.000 hai cái nha mấy chị nha. Size 13, 12.
67, còn một cái mình nâu nè. 14. Nghe không á chị? Sơ mi này nè mấy chị ơi, cái này hàng thô Quảng Châu nha. 79.000 hai cái. Lỉ 50.000. Bữa em bán còn 55.000. Trắng nè. Trắng nâu nè. Em hết sơ mi rồi mấy chị, hết rồi. Xét ngố sơ mi đây nè chị, xét ngố sơ mi có mẹ, em có đây có bán đây nè. Nâu. Em thì hết sơ mi rồi đó chị ơi, còn có một mẻ nữa thôi. Hết rồi. Cái này BBR nha mấy chị nha. Đẹp chưa? Mấy chị xét hồng 20kg. Xét hồng nè chị. Xét hồng nè chị. Hồng nào chị nói xét hồng nào đây? Xét sơ mi này 155 này mấy chị. À xét ngố ok chị. Dễ mà chị, em tưởng là chị lấy xét ngố nam chứ. Đầm nào mang tết không được chị. Chủ yếu là chị thích hay không, nhưng em thấy đầm nào không mang tết được. Em thấy đầm nào cũng như đầm nào. Chị có là chị có hàng, chị mua hàng thiết kế thì nó độc quyền hơn một xíu thôi. Chứ còn bình thường em thấy thì xét nè, em bán sao con em cũng mặc dạ vẫn tết mặc bình thường. Chủ yếu là chị có thích hay không thôi chứ. Em thấy đầm nào không mặc tết được. Đầm công chúa nha mấy chị nha. Cái này em thanh lý cho mấy chị 95 này. Cái này em còn size tới 13kg. Đầm công chúa em còn size tới 13. Cái này em còn size cho tới 14. 14 15kg nha mấy chị nha. Set này 115. Cái này set rời nha mấy chị. Set rời. Set rời em biết vô á. Cái này em còn size cho tới 15-16kg này mấy chị. Quần bò 99 này. Set này em thanh lý mấy chị 85.000. 85 nha mấy chị nha. Cái này em còn size 19-22. Size 19-22 nha mấy chị. 19-22. Set thanh lý 85 nha. Cái này size 11-13kg này mấy chị. Em còn một set này 125.000. Thanh lý 85.000. Thanh lý 85. Thanh lý 85. Thanh lý 85. Set này em có
size tới 22kg này mấy chị, hàng đẹp lắm. Em trang bí nhỏ em vô mặt mà mấy chị thấy tiếc nắp luôn á. Đẹp cực kỳ. 1.15 hàng rất là xịn nha mấy chị nha, đảm bảo hàng xịn cho mấy chị. 1.15, đừng có mua hàng nhái nha. Hàng chuẩn loại 1. Ở trong miền trong á mấy chị ơi, cái áo này nó rất là tiện lợi luôn, set 2 chi tiết có 1.15 ngàn thôi. Hàng rất là đẹp, nó đẹp từng chi tiết luôn mấy chị, nó đẹp từng đường chỉ luôn. Miền trong á chị mặc kéo 2 dây không? Cái đầm 2 dây thôi. Khi cái này mấy chị kết hợp với quần khác hay áo khác thì mấy chị chủ yếu là thích. Hàng không đẹp khỏi lấy tiền. Chị Hiếu này không có bộ nào hết chị à. Em thấy